Kính chào tất cả các bác đang xem clip giới thiệu về sản phẩm mới của Kỳ Lân Luxury. Kỳ Lân Luxury chuyên cung cấp những sản phẩm cao cấp, sang trọng, chính hãng, nguyên zin, nguyên bản. Và số điện thoại của Kỳ Lân Luxury là 0901 247 247. Và hôm nay Kỳ Lân Luxury rất là trân trọng giới thiệu đến tất cả các bác một siêu phẩm của hãng điện thoại Vertu. Đây là chiếc điện thoại Vertu Ascend đầu đời. Bọc da đen, phối vàng, viền chỉ vàng, cực kỳ hoàn hảo và rất là đẳng cấp. Đây là chiếc điện thoại Vertu Ascend đầu đời. Một con máy nguyên zin, một con máy chính hãng của Vertu được thiết kế rất là hoàn hảo. Đây là cái dòng điện thoại cực kỳ đẳng cấp và rất là sang trọng. Nó được tách ra từ hãng Nokia lừng danh. Vào thời điểm bấy giờ, đây là cái dòng điện thoại rất là sang trọng, được thiết kế dành riêng cho giới doanh nhân thành đạt, những người giàu có tiền thì họ mới sở hữu cái dòng điện thoại này. Những chiếc điện thoại của Vertu được thiết kế với bộ vỏ là thép không rỉ, một cái chất liệu chống bào mòn rất là tốt, và nó có cái tính năng đó là cứng, nhẹ và siêu bền, và thường được sử dụng trên những cái dòng xe hơi thể thao cao cấp. Mặt kính được thiết kế là bằng đá sapphire, nó chống chày xước rất là tốt. Và đây là cái chiếc điện thoại mà được thiết kế hoàn toàn bằng tay, được thiết kế rất là tỉ mỉ. Và em sẽ mở bên trong khung máy cho các bác cùng xem. Khi các bác xoay nhẹ ngược chiều kim đồng hồ thì cái nắp nó sẽ tự động đẩy ra. Và đây là cái nắp để mình tháo lắp pin của chiếc điện thoại Vertu Ascend đầu đời. Phần bên trong nó được thiết kế đó là có in logo chữ V của hãng Vertu, được thiết kế rất là sang trọng. Bên trong khung máy của chiếc điện thoại này được thiết kế rất là chắc chắn và rất là hoàn hảo. Và em sẽ khởi động chiếc điện thoại Vertu Ascend đầu đời cho các bác cùng xem. Vâng, đây là chiếc điện thoại Vertu Ascend đầu đời. Vâng, các bác nào mà quan tâm đến chiếc điện thoại Vertu Ascend đầu đời, xin vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0901 247 247, hoặc truy cập vào website kylanluxury.com. Và em xin nhắc lại đến tất cả các bác tất cả những chi tiết thông tin về sản phẩm, về hình ảnh cũng như giá cả về sản phẩm. Xin tất cả các bác vui lòng truy cập vào website kylanluxury.com. Vâng, cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip này và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.